Sắp tới họ không biết có còn được có còn quay cửa hàng này nữa không nữa, nhưng mà nếu mà sau này á mà em quay những cửa hàng khác thì mong là anh chị vẫn sẽ ủng hộ kênh của Vlog 61 của em ha. Thì nói chung là đi đến đâu thì em cũng sẽ cố gắng đem cho anh chị những cái thông tin về cập nhật xe, ra mắt xe, hoặc là những cái chiếc xe mà những cửa hàng nào mà bán giá xe thật là ok và rẻ rẻ cho anh chị ha. Đó, mong là anh chị vẫn yêu mến kênh của Vlog 61 dù cho Vlog 61 có đi quay ở đâu đi nữa. Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Vlog 61. Thì hôm nay em sẽ cập nhật cái giá bán của Vario 125. Tại vì sau Tết á, cái chiếc này nó lại lên giá. À, thì nhiều anh chị bình luận, nhiều anh chị gọi điện thoại cho bên sale của em á, hỏi là cái giá sao bữa là báo 39 triệu nên lên giá rồi. À, nhưng mà có cái clip là em đã cập nhật trước Tết đó là đã lên giá rồi. Nhưng mà anh chị, hình như anh chị coi những cái clip cũ của em á, đấy nên là khi mà anh chị coi cái clip á thì em lưu ý với anh chị một tí xíu là anh chị nhìn ở dưới cái chỗ mà cái lượt xem video á, có sẽ có là ngày đăng, hoặc là ví dụ như đăng 2 ngày trước, 3 ngày trước, 1 tuần trước, 1 tháng trước, nó sẽ có thông tin ở dưới đó để anh chị xem cho chính xác hơn nha. Tại vì nhiều khi clip em đăng vào thời điểm là 1 tháng trước rồi, lúc đó thời điểm đó anh chị lướt trên YouTube, anh chị coi vô tình anh chị coi ngay cái clip đó đó, chứ không phải là bên em là cái giá là báo vậy mà ra đây báo giá khác. Tại vì tùy vào những clip mà em đăng, em cập nhật mỗi tuần cho anh chị mà, nên là mỗi tuần nhiều khi nó còn xê xích nó giá nó nọ kiểu nữa đấy, nên là anh chị lưu ý cho em cái phần đó ha. Rồi, mà dễ nhìn nhất á là anh chị xuống cái phần bình luận á, anh chị sẽ thấy được là một số người ta bình luận á, nó sẽ cũng có ghi thông tin là 1 ngày trước, 2 ngày trước, 3 ngày trước thì nó kiểu là dễ dàng xem nhất luôn đó. Rồi, cửa hàng của em hiện tại là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, và một chi nhánh nữa là 688 Tân Kỳ, Tân Quý, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, đầu tiên em sẽ báo giá luôn cho anh chị ha, sau đó thì em mới đi sơ một lượt một dòng mấy màu sắc cho anh chị xem để anh chị coi đỡ nhàm chán hơn ha. Thì Vario 125 nè. Đó rồi. Vario 125 anh chị ha. Nó sẽ có cái phiên bản cũ của nó là phiên bản đời trước á, thì cái mặt nạ nó sẽ nhỏ hơn cái mặt nạ này và form dáng nó sẽ nhỏ hơn, gọn hơn. Cái con đời mới này á, thì cái mâm và cái đĩa của nó, cái lớp của nó là sử dụng của thằng Vario 150 nên là sẽ to hơn và cái mặt của nó cũng to hơn. Thêm vào đó thì cái hộc đựng đồ ở bên đây của nó, của thằng mẫu mới á, nó sẽ có cái nắp đậy và có cổng sạc ở trong đó luôn, còn 125 thì không có. Thì phiên bản cũ á, nó sẽ có mức giá là 44 tới 46 triệu đã bao gồm thuế VAT, đã bao gồm thuế nhập khẩu rồi. 44 triệu là không có idling stop, là có nghĩa là công tắc dừng động cơ 3 giây đó, khi đèn đỏ mình dừng đó, thì nó sẽ tắt đó. Còn 46 triệu thì nó sẽ có ha, là 46 triệu. Còn đối với Vario 125 mà 2024 em đang đứng kế bên em đây nè, thì nó sẽ có mức giá là 40 triệu. Hôm bữa trước Tết lâu rồi đó, thì nó là 39, sau đó nó lên 41 và hiện tại bây giờ đó, nó là 40 triệu nha anh chị. 40 triệu đã bao gồm thuế VAT rồi, bao gồm thuế nhập khẩu rồi. Anh chị mà tới đây cửa hàng của em mà anh chị mua xe á, đúng cái giá 40 triệu là anh chị lấy xe về. Nhớ gọi đúng thời điểm là coi clip này đồng bằng ngày nào nha. Chắc ăn hơn mình cứ gọi sale đi. Đó là mua xe không cần lăn bánh thì lấy 40 triệu đem về. Đó, gọi xe chắc chắn luôn là hôm nay là giá bao nhiêu rồi. Dù 1 tháng sau anh chị hỏi thì 1 tháng nay, 1 tháng rồi thì bây giờ giá xe bao nhiêu rồi. Thì lúc đó bạn xe sẽ tư vấn cho anh chị cái giá đó. Còn nếu mà anh chị mà mua xe mà anh chị cần bên em, dịch vụ bên em để làm lăn bánh ra biển này nọ, thì anh chị phải tính thêm chi phí cho em, là trong đó sẽ bao gồm là tiền biển số và cái thuế trước bạ. Thuế trước bạ là đối với huyện nó sẽ là 2%, huyện thị xã là 2%, còn đối với thành phố của tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ là 5%. Thí dụ xe này 40 triệu thì thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ là 2 triệu tiền biển số đấy, còn cái tiền biển 2 triệu tiền chính phí trước bạ chứ em lộn. Còn đối với thành phố Hồ Chí Minh nha, thì cái tiền biển số nó sẽ cao hơn rất rất là nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội sẽ cao hơn rất rất là nhiều so với lại các tỉnh khác. Ví dụ ở huyện thì tiền biển số anh chị khoảng tầm 100.000 thôi. Còn ở thị xã với lại thành phố của tỉnh nha, thì nó dưới 40 triệu thì tiền biển số là 400.000, trên 40 triệu thì tiền biển số là 800.000. Còn đối với thành phố Hồ Chí Minh á và Hà Nội, xe dưới 40 triệu là biển số 2 triệu, còn trên 40 triệu tiền biển số là 4 triệu. Cái này em chia sẻ cho anh chị để anh chị biết cách tính tiền biển số, biết cách tính tiền giá lăn bánh á. Đó, cứ cộng hai cái phần đó lại thì anh chị sẽ tính được cái tiền biển số. Và khi mà anh chị đi mua xe ở một cái cửa hàng nào đó, anh chị sẽ không có sợ bị người ta chêm cái tiền của mình vào trong cái tiền giá lăn bánh. Ok ha. Nhiều khi là ví dụ như em bán 40 triệu mà cửa hàng khác người ta bán 38 triệu nhưng mà cộng giá lăn bánh lại cuối cùng hai thằng đều bằng nhau hết, nên là cũng sẽ bị chêm vào trong đó. Nên là anh chị nắm theo cái thông tin của em là
cách tính giá biển số xe, cách tính giá lăn bánh thì kênh Cua Vlog 61 của em cũng đã có làm rồi. Đây, cứ cộng cho em là tiền thuế trước bạ và tiền biển số, cộng hai cái đó lại. Đó, còn từ dịch vụ là tùy những cửa hàng là sẽ có thu phí dịch vụ, ví dụ 500 ngàn, 1 triệu, 1 triệu rưỡi. Còn đi xét xe như thế nào nữa thì cộng thêm khoảng tầm trong đó là 500 đến 1 triệu rưỡi thôi. Đấy, anh chị có thể cập nhật đó ha. Rồi, ngồi một chỗ nói hoài cũng chán đúng không anh chị? Bây giờ mình đi xem xe cái mình báo thêm cái giá của thằng Vairon 125/2024 nha. Đó, nói chuyện nãy giờ cũng 6-7 phút rồi ha. Bây giờ mình sẽ cập nhật luôn cho anh chị. Cái này là hồi nãy em mới gỡ mặt nạ ra nè anh chị. Đấy. Cái này là gỡ mặt nạ xem trong này có cái gì không. Đó, nó chứ cái này gỡ mặt nạ ra là để đổi cho khách chứ không có gì hết trơn nha anh chị ha. Đó, rồi thì Vairo 125 mà chiều khóa thường nha anh chị, nó sẽ có mức giá là 40 triệu nha. Còn đối với Vairo 125/2024 mà chiều khóa Smart Key nó sẽ có mức giá là 42 triệu. Hiện tại nó đang rẻ hơn so với Vairo 125 phiên bản cũ nha anh chị, phiên bản cũ ha. Đấy, hiện tại thì phiên bản cũ bên cửa hàng của em cũng đã hết rồi, hết trơn, sạch bách rồi, không còn một chiếc nữa hết trơn á. Mà em thấy chiếc này nó cũng khá là đẹp, nhưng mà khách hàng của em á thì lại chuộng Vairo 125 phiên bản cũ hơn là những cái con này. Trong khi đó những con này á thì nó rẻ hơn nè. Và chìa khóa Smart Key luôn nó có 42 triệu thôi. Thêm vào nữa là có cổng sạc USB đây. Đó, cái phần sàn để chân á cũng được Honda tinh chỉnh lại á, là nó dời ra một tí xíu, mình ngồi sẽ không có đụng cái chân ai, mà chân dài sẽ thường hay đụng đầu gối chỗ này nè. Nhưng mà Vairo đời mới này á là nó sẽ không có bị vấn đề đó nữa. Đó, Honda đã tinh chỉnh lại rồi. Rồi. Mâm, đĩa, lớp đều sử dụng của Vairo 150. Đó, rồi đây ha. Đây là phiên bản đẹp sơn nè, phiên bản đẹp sơn nè. Những cái màu sơn độ này anh chị cộng thêm cho em 3 triệu rưỡi tiền màu sơn nha. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị là lăn bánh, da giấy tờ cà vẹt á, là nó giống như là cái màu sơn này luôn, nên là đi sẽ hợp pháp nha. Đấy. Nè, ở đây thì sẽ có cái nhãn hàng Asiro bên em ha. Đó, thì nó là tay thắng của thằng gắn cho thằng Vairo nha. Bên đây, bên đây. Đó thì cái này nó sẽ chống gãy luôn anh chị, nó sẽ có tính năng là chống gãy nữa. Khi mình té ngã thì đó nó sẽ tính năng chống gãy ha, đỡ hạn chế gãy hơn. Đấy, nó sẽ như thế này đây. Mình sẽ đẩy nó ra nè anh chị, nó sẽ đẩy ra được nè ha. Đấy, đẩy ngược ra đó. Rồi. Anh cha chị gái nào mà lên đây mua Vairo, gọi điện thoại cho xe của em, gọi điện thoại cho tele xe của em, số điện thoại là 0785888030 thì sẽ được tặng một cặp tai thắng đó cho anh chị nha. Đó, sẽ được tặng một cặp tai thắng đó. Nên là anh chị cứ nói là với bạn sale là xem kênh Cua Vlog 61, gọi điện thoại trước khi tới cửa hàng. Đó, chốt xe ok, tặng một cặp tai thắng đó luôn. Tai thắng nó cũng trị giá gần cái triệu bạc đó nha, không nhiều, không có nhiều nhưng mà cũng không ít đâu nha. Đấy. Rồi. Giá thì em đã báo là bao gồm VAT, bao gồm thuế nhập khẩu rồi. 40 là chìa khóa thường, 42 là chìa khóa Smart Key. Còn anh chị nào mà muốn trả góp thì đưa trước cho em khoảng tầm 30%, là đưa khoảng 10 triệu tới 12 triệu là được mức lãi cực kỳ đẹp luôn nha. Nhưng mà vẫn đi cà vẹt photo thôi. Còn đi cà vẹt gốc á, thì phải là 40 hoặc là 50% thì mới được đi cà vẹt gốc. Anh chị nào mà đang nợ xấu, không biết là mình có nên trả góp được hay không, thì cứ liên hệ với bên em. Em sẽ có Zalo đó, số điện thoại của em để cho màn hình là có Zalo đó. Thì anh chị sẽ được bên em kiểm tra thử là đậu hồ sơ hay không. Nếu đậu chốt ok, rồi lên đây lấy xe về, khỏi cần phải lên cửa hàng ngồi chờ đợi chi cho nó mệt đúng không. Rồi, một số cập nhật của em nhanh gọn lẹ ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo ạ.